Xin chào mọi người, hôm nay dẫn mọi người đi kiểm tra một hệ thống mạng mà khách hàng báo là mạng chập chờn này anh em nhé. Xin chào mọi người nhé, hôm nay dẫn mọi người đi kiểm tra một thuê bao mà khách hàng báo mạng chập chờn. Và anh em sẽ cùng đến để kiểm tra xem cái tình trạng là chập chờn là nó bị nguyên nhân như nào. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là mạng chập chờn, và cái nguyên nhân của khách hàng sử dụng là nó đôi khi nó chiếm vào đến tận 30-40% cái dịch vụ. Bởi ở nông thôn này thì về công nghệ, một số khách hàng người ta cao tuổi hoặc là khách hàng người ta không quan tâm đến cái dịch vụ ấy, không quan tâm đến điện dịch vụ như cái điện thoại hoặc máy tính, cho nên là cái tình trạng mà khách hàng gọi lên thì khiếu nại về tivi không vào được mạng, máy tính không bắt được mạng này, điện thoại không bắt được mạng, tất cả những cái đấy đều quy về hết là mạng chập chờn đấy. Giống như cái nhà khách hàng ở trên này vừa hôm trước đến kiểm tra, khách hàng bảo mạng chập chờn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là gì? Tức là tư vấn viên họ đổi cho khách hàng cái mật khẩu wifi nhưng không đổi lại cái tên wifi, và vô tình cái điện thoại của mình ấy, trong lúc cái thay cái mật khẩu mới nó vẫn lưu cái mật khẩu cũ. Nếu mà chúng ta không bấm ở trên điện thoại, chúng ta quên mật khẩu ở trên điện thoại đi và nhập lại cái mật khẩu mới, thì cái wifi đấy nó sẽ không cho kết nối đến cái mật khẩu mới. Sau khách hàng gọi lên tổng đài, khách hàng báo là mạng chập chờn, không vào được mạng. Đấy là một cái nguyên nhân dẫn đến khách hàng gọi lên tổng đài báo là mạng chập chờn, nhưng mà thực chất là có phải chập chờn đâu. Anh em phải hiểu, tức là cái mạng chập chờn là nó sẽ lúc truy cập được, lúc không truy cập được. Đấy. Và cái tình trạng này nó xảy ra một cái thời gian dài, liên tục 1-2 ngày gì đấy thì chúng ta mới báo khiếu nại tổng đài. Còn ví dụ như mạng chập chờn mà liên quan đến cáp quang biển thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải xử lý nó lâu hơn, bởi vì cái này nó liên quan đến vấn đề cáp quang biển. Anh em ở bên dưới cũng chả có làm được cái gì cả. Nguyên nhân dẫn đến cái mạng chập chờn cũng là do modem anh ạ. Modem hoặc là cái nguồn cấp của cái modem nó không đạt. Cái đây 1-2 tuần gì thì mình cũng đi kiểm tra một thuê bao mà khách hàng kêu mạng chập chờn. Có hai vấn đề. Thứ nhất là khách hàng hay sử dụng cái mạng nhà hàng xóm, kết nối đến cái mạng wifi nhà hàng xóm. Một là khách hàng hay kết nối đến wifi nhà hàng xóm này. Cái thứ hai nữa là do modem lỗi anh ạ. Đấy, mình ngồi máy tính mình test khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ mình mới tìm ra nguyên nhân là do modem. Và khi mà mình thực hiện reset lại cái wifi, từ hôm đấy trở về đây, khách hàng không còn phàn nàn về cái dịch vụ mạng chập chờn nữa. Tức là mình cũng test qua ở trên máy tính nhá, là nó sẽ bị rớt mạng time out rất là lâu. Ví dụ 10 gói tin thì nó mất khoảng độ tầm 4 gói rồi. Gói của thằng hay mất nhiều nhất là cái của thằng Facebook rồi. Facebook với YouTube là bị dính nhiều, rớt mạng liên tục. Từ hôm mà mình đổi reset lại cái modem wifi và
nói chung là mượt hẳn. Đây mình gọi khách hàng nữa. Kế hoạch công tác thanh niên. Anh coi nhà không? À cái modem chính là anh để bên nhà ông à nhở? Anh làm bên bên này anh modem phụ à? Nhưng mà nhà ông có bị, nhưng mà nhà ông có hay bị, nhà ông vẫn bị chập chờn à? Gặp cháy đấy, không nó cháy thì nó mất hẳn rồi thì anh. Cái đây nó cháy bên ngoài chứ. Còn cái nó chạy. Không không. Cái đấy nó có sợi thủy tinh bé tí tẹo bằng ấy mà. Cái sợi thủy tinh cháy là nó đứt hẳn rồi. Nhà anh nhà bị ạ? Cái sợi thủy tinh của nhà anh đâu? Ông à? Đây là mình thấy anh chả là nhìn chả mẹ cái dây mà thủy tinh anh nghĩ là đoán đoán đi thôi chứ thế không làm cái đó. Có cái điển nữa mới sao? Ừ, cái gì đấy? Cái nhà có bọ. Cái chả tạt nó thế anh nhìn. Nên là có cái thịt lao lên mà. Có cái thủy tinh ấy. Mình cần tìm hiểu mà. Nghĩ lên là hơn khóa ra vai là nghĩ nó gì. Nhé anh mấy cái cam. Có một cái đó. Không cái đó. Cái ông nè. Nhà ông ấy còn cái à? Ha cái này bắt đấy chưa? À có vào em mật khẩu wifi đấy chứ anh chưa? Ha mà ha thằng bé như mưa. Nó bị tình trạng đi lôi chưa? Chụp ngay. Chụp ngay à? Đấy đấy. Mấy TV ông bên này có ngó à nào không? Được. Đó là cái mật khẩu cái này đấy. 22072001. Cái đánh dây nó phải bị sẽ bị đối với cái phái nữa đó. Dây nó có tín hiệu mà. Thế mấy cái dây này anh chả lô hay chứ này? Anh chả tao bực cũng ngay đó.
Bước thứ điểm là chả lấy kiểm tra mới thấy đang dây phát hiện đó, bước thứ điểm cái mà cái là bị lạc đó. Anh đoạn này họ một số tiền đó không bạn. Em say cái này anh treo dòi lại nó ấy. Cái này nó bui sung anh nhỉ? Bui sừng đấy. Bui sừng nhỉ? Bao năm tháng trôi qua một sân trường. Đợt trước ở đây mình có nối một cái điểm này và kiểm tra cái điểm này đã. Tín hiệu nó thu thấp. Thank you.
Đợt trước là mình nhớ mình nối một cái điểm ở trong này. Đây đây. Đó thử xem tín hiệu đây. Hình như cái tủ này nó cũng bị suy hao hay sao? Check lại cái tủ xem nó có bị suy hao không anh ạ. Đo ở đây là 27. Sợ trên tủ kia suy hao. Tủ ngon phết. Mình sẽ bấm lại cái điểm ở đây xem. Ở đây tín hiệu là nó bị thu thấp anh em, cho nên mình phải kiểm tra lại cái đường dây này. Chứ bình thường tín hiệu kia thì mình cũng không cần phải kiểm tra đâu, tại vì mình không đóng được cái sự cố hệ thống ấy, nên mình mới phải kiểm tra lại cái tín hiệu ở đây. Vẫn thế anh ạ. Khả năng là bị ở ngoài tủ rồi.
cái đường dây này là mình triển khai cho nên là mình nghĩ là bị ngoài tụ. Hai sáu ba mươi tám. Cứ chiều chiều cánh con trăng lên tiếng hòn nơi đâu ngày ấy. Nhà khách hàng vừa nãy xử lý xong xuống âm 22 rồi nhá. Tín hiệu ngon rồi. Và mình cũng vừa đổi cho khách hàng cái Wi-Fi 2 băng tần để khách hàng kiểm tra dịch vụ xem như nào. Mình sẽ bổ sung thêm cho khách hàng. Hôm trước thì khách hàng thấy một cái dây nó bị méo lại ấy. Kiểu như chập điện nó bị méo lại, nhưng mà không, cái đấy không phải là nguyên nhân dẫn đến cái mạng chập chờn đâu anh ạ. Video xin tạm dừng tại đây anh em nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo.